Chào tất cả bạn, tôi Khôi đây. Lần này tôi sẽ chia sẻ với bạn thái âm căn mộng hóa quyền. Thông thường, thái âm hóa quyền có thể mang lại tính chất cát lợi. Ý nghĩa trực tiếp nhất là làm mạnh thêm quyền kiểm soát tài chính. Nhưng cần chú ý, tài tình thái âm khác với tài tình vũ khúc. Nếu so sánh thì thái âm mang ý nghĩa trừu tượng, còn quyền tài chính không phải là giàu có, mà là nói mệnh tạo có thể vận dụng tiền bạc. Ở xã hội hiện đại, người trong giới làm ăn kinh doanh thường có tính chất này. Đối với thái âm lạc hãm, lúc hóa quyền sẽ giúp cải thiện một số tính chất xấu. Ví dụ, vốn bất lợi đối với mẹ, chị em gái hoặc vợ và con gái. Nhưng lúc hóa quyền thì sẽ giảm nhẹ tình huống bất lợi. Như sinh ly thì biến thành gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Cần phải xem xét tình hình cụ thể của từng vận hạn mà định. Có điều, nếu thái âm hóa kỹ ở nguyên cục bị lạc hãm mà lúc đại vận hoặc lưu niên lại hóa sao quyền, thường thường sẽ thành lực kích phát bất lợi. Nam mệnh thái âm hóa quyền sẽ có sức thu hút đặc biệt đối với người khác giới, nhưng tình cảm dành cho người khác giới vẫn có lý trí. Không như thái âm hóa lộc quá thiên nặng tình cảm. Nữ mệnh thái âm hóa quyền chủ về có thuật trí ngự chồng. Tuy trí ngự chồng, nhưng người khác ngoài không thấy đó là trí ngự chồng mà chỉ thấy họ là phụ nữ hiền thục. Nữ mệnh mà cung hữu đức và thái âm hóa quyền thì có tính chất khác, tình cảm vợ chồng kém hơn, khác với thái âm hóa quyền ở cung mệnh có tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Thiên đồng thái âm đồng độ hai cung Tý hoặc Ngọ, thái âm hóa quyền hội thiên cơ thiên lương. Nhóm tinh hệ này, thái âm hóa quyền có thái dương hóa khoa hộ chiếu, thông thường đều có biểu hiện tốt lành. Cung sự nghiệp là thiên cơ hóa kỵ, chỉ chủ về sự nghiệp gặp nhiều biến động thay đổi. Dù ở cùng một nơi làm việc, cũng chủ về liên tiếp bị điều động sang cương vị công tác khác nhau. Hơn nữa, trong nhiều tình huống, mệnh tạo sẽ không chuyên một nghề. Cũng chính vì thay đổi quá nhiều lần, cho nên dù khéo thay đổi thì thu nhập thực tế cũng không nhiều. Chỉ trong tình hình có sao cũ, tá hội hợp thì sự nghiệp mới hơi ổn định, thu nhập cũng khá lớn, nhưng vẫn thuộc tính chất danh lớn hơn nữa. Ở lưu niên hay đại vận mà gặp tinh hệ này, thường thường chuyển biến thành vận trình có tính sáng tạo, có lúc còn tốt hơn so với gặp tinh hệ này ở nguyên cục. Thái âm thái dương đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi mà thái âm hóa quyền, thái dương hóa khoa, tương hội thiên lương độc tọa và mượn thiên cơ cự môn để hội hợp mà thiên cơ hóa kỵ. Trường hợp ở cung Sửu thì thái âm thái dương có thể gặp lộc tồn. Thái âm thái dương đồng độ vốn đã có ý nghĩa chợt âm chợt dương, có ý vị mâu thuẫn, lúc thì tích cực, lúc thì tiêu cực. Thái âm hóa quyền làm tăng thu hoạch, thái dương hóa khoa làm tăng sự phát tán. Hai tính chất này dễ gây ra xung đột, mâu thuẫn về tâm trạng. Do cung sự nghiệp là thiên lương, vì vậy cũng dễ xuất hiện biến động thay đổi và bị quấy nhiễu, gây khó khăn về phương diện sự nghiệp. Cung tài bạch là thiên cơ hóa kỵ, đồng độ với cự môn, chủ về lao tâm, tổn thần, cực độ. Dù ở đại vận hay lưu niên cũng thường có hiện tượng đồng dạng. Thiên cơ thái âm đồng độ ở hai cung Dần hợp thân mà thiên cơ hóa kỵ, thái âm hóa quyền, gặp Đà La, các sao hội hợp là thiên lương độc tọa và thiên đồng độc tọa.
Do hai sao hóa của thiên cơ thái âm có tính chất xung đột nhau. Thái âm hóa quyền chủ về ổn định, thiên cơ hóa kỵ lại chủ về biến thiên. Do đó thường diễn hóa thành bất ổn trong công việc bình thường. Thích đi đường tắt để tìm sự thay đổi. Nhất là dễ theo đuổi sự hư danh, làm ảnh hưởng đến sự thành tựu của bản thân. Tinh hệ này còn bất lợi về tình cảm, nhất là nữ mệnh. Tuy giỏi chế ngự chồng, nhưng tình cảm vợ chồng lại rất ngăn cách. Có điều, người khác vẫn tưởng hai người rất ân ái. Tính chất này càng nặng nếu thiên cơ thái âm ở cung thân. Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tổ hợp tinh hệ này, thường thường là mất cơ hội thay đổi. Thái âm độc tọa hóa quyền ở hai cung Mão hoặc Dậu. Ở cung Dậu thì thái âm có thể hội lộc tồn. Ở cung Tỵ, thiên đồng ở đối cung. Các sao hội hợp là thái dương hóa khoa và thiên lương độc tọa. Thái âm và thái dương ở riêng hai cung, xung đột ít hơn do tính chất không ổn định cũng ít hơn. Nhưng lại dễ biến thành an phận trong hiện trạng, không thông suốt kế hoạch của bản thân, vì vậy cũng ảnh hưởng đến sự thành tựu. Muốn đoán đoán thực tế mệnh cách cao hay thấp, cần phải xem xét kỹ các đại vận mà định, từ đó có thể nắm được tiên cơ để tiến hành khép du cát tị hung. Thông thường, tinh hệ này bất lợi về tình cảm và hôn nhân, thường có khuynh hướng tái hôn. Người vợ nguyên phối dễ bị tình trạng tính cách không hợp nhau. Kết hôn muộn là một phép du cát tị hung nên tính đến. Ở đại vận hay lưu niên mà gặp tinh hệ này nên nắm chắc cơ hội phát triển. Thái âm độc tọa hóa quyền là hai cung Thìn hoặc Tuất đối nhau với thái dương hóa khoa ở đối cung. Gặp kính dương đà na hoặc có đà na hội chiếu. Các sao hội hợp là thiên đồng, thiên lương và thiên cường hóa kỵ. Thái âm ở hai cung độ này là rơi vào thiên la địa võng, còn có bản chất không điều hòa với thái dương, gây ra ý vị xung đột, hơi giống tình trạng hai sao này đồng cung ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Chỉ khác nhau là không xung đột trực tiếp. Vì vậy, người thái âm hóa quyền ở hai cung Sửu hoặc Mùi có thể bỗng nhiên lập ra một kế hoạch, rồi cũng có thể bỗng nhiên hủy bỏ kế hoạch đó. Nhưng ở hai cung Thìn hoặc Tuất thì lại trì hoãn, kéo dài, không thực hiện được ngay kế hoạch, chứ không hủy bỏ. Trì hoãn ở đây còn kèm có ý vị đầu voi đuôi chuột. Thêm vào đó, cung Đại Bạch là thiên cơ hóa kỵ, chủ về có tiền mà rất hao tổn tâm lực. Khác với thái âm hóa quyền ở hai cung Sửu Mùi, thiên cơ cự môn ở cung Tài Bạch là phải vất vả nói năng. Đây là đặc điểm của thái âm hóa quyền ở thiên la địa võng. Trong vận hạn mà gặp tinh hệ này thì không có bản chất thuật ở trên, cần phải xem xét kỹ các sao phụ tá sát hóa hội hợp thực tế để định cát hung. Thái âm hóa quyền độc tọa hai cung Tỵ ở Hợi, áp chế gặp lục tồn, đối nhau với thiên cơ hóa kỵ, mượn thiên đồng cự môn để hội hợp. Hai sao hội hợp khác là thái dương thiên lương và thái dương hóa khoa. Trong hai cung, thái âm ở cung Hợi tốt hơn nhiều so với ở cung Tỵ. Có điều bất kể là cung Tỵ hay ở cung Hợi đều là lộc gặp thái âm. Chủ về gặp nhiều rắc rối về tình cảm, nhưng giỏi quản lý tài chính. Sau khi sự nghiệp ổn định thì tình cảm và sự nghiệp lại đều không ổn định. Nhưng nguồn tiền tài này cực kỳ thịnh vượng. Sự nghiệp không ổn định ở đây cũng chưa chắc là khuyết điểm, bởi vì chủ động tìm sự thay đổi thường thường có thể phát triển tốt hơn. Ở lưu niên hay đại vận cũng có ý vị thay đổi theo hướng tốt. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về sao thái âm can mậu hóa quyền xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.